như thế nào nhé. Phòng đầu tiên là dành cho người cao tuổi, một giường king size, cửa kính lớn lấy sáng. Phòng được decor đơn giản nhưng vẫn rất đẳng cấp. Ngoài kia là ban công lớn, nãy ta cũng xem qua. Để tối đa hóa phần không gian giữa các phòng là kệ để đồ, ta có thể để mọi thứ ở đây, túi sách, đồ decor, vân vân. Cũng khá hợp lý đấy nhỉ. Bên cạnh là phòng của công chúa nhỏ. Bàn học lớn, giường kết hợp tủ quần áo, một ban công với ánh nắng chan hòa. Công chúa sẽ yêu căn phòng này cho mà xem. Đừng chuyển kênh khác nhé, những phòng sau này sẽ làm bạn trầm trồ đó. Đây là tủ kệ decor cuối hành lang, với cấp xe chung của nhà, tách biệt khô và ướt, lavabo ở bên ngoài, đẹp nhở. Đây là không gian phòng làm việc, giải trí. Bàn này có vẻ hơi nhỏ để làm việc, nhưng chơi game thì miễn bản. Ngồi đây chắc tôi phải chơi hay hơn cả Faker ấy chứ. Cái cảm giác mà chỉ con trai mới hiểu được. Đây là phòng ngủ cuối, cũng là phòng master, một giường super king size, to như một cái bus. Nằm đây thì hết ý, bên cạnh là một cửa sổ lôi, ngồi và uống trà ngắm bình minh. Sau là tủ quần áo lớn của bạn. Ngoài lối vào là phòng bếp cấp C, sạch sẽ, tách biệt, khô và ướt. Bồn tắm thì đằng sau cánh cửa. Ok, vậy là xong căn nhà này rồi. Quy tắc cũ nhá. Mọi người xem video, thấy hay thì ủng hộ bọn mình một like và sub nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.